Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, mình mới mua được mớ cá đỏng nè các bạn, 60.000 ký ở dưới chợ Dương Đông nè các bạn. Các bạn thấy tươi không? Cá này là người ta mới câu vô luôn nè các bạn. Các bạn thấy à? Con nào con lấy ú nu à. Các bạn thấy không các bạn? Nè, con nào con lấy nè. Bóc vô nó còn nhớt lầy à các bạn. Cá này là cá câu nghe các bạn. Các bạn thấy không? Quá trời tươi luôn, nó bự nè các bạn thấy không? Bự quá trời luôn nè. Các bạn thấy không? Đây này mình gọi gần cho các bạn xem nè. 60.000 ký nha các bạn, chợ Dương Đông á. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm một món cá đỏng kho khóm nha các bạn. Cá đỏng mình đã rửa sạch rồi nghe các bạn, chỉ mình đi kho là được rồi nghe các bạn, không cần rửa nữa. Cá đỏng thì ở đây mình dùng nửa miếng khóm nha các bạn, củ hành tím với 4 tép tỏi, bột ngọt, hạt nêm, đường, nước mắm, ớt và hành lá nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành đi ớp cá nha các bạn. Cái này mình để vào đây ngít dầu để mình chiên cá nha các bạn. Chiên sơ sơ thôi. Là mình đem kho thì con cá nó không có bị bể nha các bạn. Giờ mình sắc khóm ra nha các bạn. Khóm thì các bạn cắt theo cái chiều gì, cái chiều mà người ta tiện đó. Mình sắc lại như vậy. Trong cái thời gian chờ đợi mình chiên cá cho nó chở mình, bắt cái chảo lên mình để miếng đường vô mình ấy nước màu nha các bạn. Để vô đây 2 muỗng. Mỗi lần mình ăn mình thắng nước màu vậy thì mình ăn nước màu nó sẽ ngon hơn. Mình thắng vừa đỏ là được rồi nha các bạn. Nước màu nó đỏ vậy là mình tắt lửa được nha các bạn. Mình tắt lửa rồi mình kho trong cái chảo này luôn nha các bạn. Màu của mình thắng nó đỏ vậy cái là mình để vô một ít nước lạnh nha các bạn, cho nó loãng ra như vậy. Loãng ra. Giờ mình bỏ vào trong cái chảo này là 3 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Rồi mình đặt nước cho nó sôi nước mắm lên luôn nha các bạn. Đặt lửa lên cho nó sôi nước mắm lên cho nó thơm nước mắm nha các bạn. Rồi để mình quậy cho nó đều nước mắm ra cho nó thơm, thiệt là thơm. Là mình để nguội, nó sôi lên rồi mình để nguội rồi mình bỏ cá vô nha các bạn. Bây giờ nước mắm của mình kho mình để nguội lại bớt nữa nha các bạn, nó kẹo lại vậy là được. Giờ cá mình cũng đã chiên xong rồi nè, giờ mình bỏ vô đây rồi mình chuẩn bị mình kho nha các bạn. Cá này mình không cần phải chiên vàng quá, hơi ăn vàng vàng là được nha các bạn. Mình dùng cái chảo chiên cá hồi nãy mình để thêm ít dầu nữa nha các bạn, để mình xào thơm nha. Giờ mình bỏ tỏi vô. Để tỏi nó vàng cho nên cái mình xào thơm vô cho nó thơm.
thơm thì các bạn bỏ vào đây một ít hạt niêm nha các bạn, một tí ruột ngọt và nửa muỗng canh đường nữa các bạn, có miếng ngọt. Các bạn nào mà không ăn ngọt thì các bạn có thể để một ít đường cũng được nha các bạn, tại tùy theo khẩu vị mỗi gia đình. Mình thì mình khoái ăn ngọt cho nên mình để nửa muỗng nha các bạn. Mình xào thơm này cho nó thơm lên là được rồi, không cần phải xào chín nha các bạn. Nhớ dặn thêm một ít nước mắm vô đây nữa nghe các bạn, cho thơm nó mình nó thơm. Giờ mình tắt lửa nha các bạn. Giờ tỏi với củ hành với ớt mình đâm về nè nghe các bạn. Mình thì ở nhà mình có con nhỏ cho nên mình để ớt ít nha các bạn. Còn nhiều các bạn nào mà thích ăn cay thì các bạn để ớt nhiều nha. Giờ mình đâm lại xong thì mình sẽ nêm vào đây là 2 muỗng ăn canh nước mắm. Mình để vào đây là 2 muỗng đường nha các bạn. Nãy cái này mình lường rồi, 2 muỗng đường. Cho vào đây là nửa muỗng ăn canh hạt nêm và 1/4 bột ngọt nha các bạn. Các bạn nào không có ăn bột ngọt thì khỏi để bột ngọt cũng được, tại vì mình có dùng hạt nêm nha các bạn. Giờ mình trộn đều lên để mình đổ vô trong cát. Bây giờ nước mắm với bột ngọt là mình đã nêm sẵn vô trong chén này rồi. Còn nãy mình đã làm nước mắm cho nó thơm nóng lên rồi, giờ mình ướp vô trong cá này luôn nghe các bạn. Ướp vô cá luôn. Rồi chờ cho cá nó thấm khoảng 5 phút thì rồi mình hả kho nghe các bạn. Khi mà cá mình ướp được 5 phút rồi, bây giờ mình bắt lửa lên mình kho để lửa guiu guiu nghe các bạn. Đó, mình để lên mình kho guiu 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 guiu. Sau mình kho mà cá nó sôi lên rồi mình hả bỏ khóm vô nghe các bạn. Giờ cá của mình nó sôi lên nãy giờ nghe các bạn. Các bạn nhớ là để lửa riu riu lên nghe các bạn. Giờ mình bỏ khóm vô nghe các bạn. Để khóm vô đó là mình để lửa riu riu lên cho nó thấm nghe các bạn. Ghiêu ghiêu gì cho cái lửa nó ghiêu ghiêu thôi. Cá đỏng mà các bạn kho khóm nó ngon lắm các bạn. Bình thường á, nhiều bạn thì người ta cũng muối chiên người ta ăn, mình đây á, mình làm mình kho khóm nó ăn nó ngon lắm. Các bạn cứ để lửa hơi riu riu vậy đó, bắt đầu khóm nó mềm lại là được rồi nghe các bạn. Giờ cá này giờ mình kho được cỡ khoảng 5 phút rồi nghe các bạn. Giờ mình để củ hành tím vô nghe các bạn. Hồi nãy mình đã ướp có hành tím rồi, còn này mình để mấy thêm mấy củ rồi nữa cho nó thơm cái nước nha các bạn. Bây giờ cá của mình là đã chín rồi nha các bạn, giờ mình bỏ hành vô. Mình vô xong rồi mình tắt lửa nha các bạn. Nào thấy không? Ngon quá trời luôn. Thơm mùi khóm. Nước nó sạch lại gì nè các bạn. Ngon quá các bạn. Rồi mình tắt lửa nha các bạn.
giờ mình múc múc ra dĩa để mình thưởng thức nha các bạn. Rồi, video của mình tới đây là đã kết thúc. Nếu như mà các bạn nào thấy video của mình hay thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và like ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Xin chào các bạn.